Thưa quý vị, tính đến 16 giờ ngày 26 tháng 9, tổng số tiền đăng ký và ủng hộ nhân dân tỉnh Lào Cai khắc phục hậu quả thiên tai là gần 285 tỷ đồng. Trong đó, Quỹ Cứu trợ Trung ương hỗ trợ 180 tỷ đồng, các cơ quan, đơn vị, tổ chức, nhà hảo tâm 104,6 tỷ đồng. Tại Mặt trận Tổ quốc các huyện, thị xã, thành phố cũng đã tiếp nhận tiền mặt và thông qua tài khoản cấp huyện gần 33 tỷ đồng, cấp xã, phường, thị trấn tiếp nhận trực tiếp 6,9 tỷ đồng. Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức thành viên tiếp nhận và điều phối khoảng 467 đoàn ủng hộ, gồm nhiều mặt hàng nhu yếu phẩm, ước giá trị khoảng 36,1 tỷ đồng. Nhiều đơn vị mạnh thường quân trực tiếp đến hỗ trợ giúp nhân dân tại các địa bàn bị thiên tai và bị ảnh hưởng, đảm bảo đời sống.